Mới đây, thương hiệu phụ kiện kính mắt nổi tiếng Hàn Quốc Gentle Monster giới thiệu bộ sưu tập mới mang tên Gentle Salon kết hợp với nữ thần tượng K-pop Jennie, thành viên nhóm Blackpink. Bộ sưu tập gồm 33 sản phẩm này nhanh chóng thu hút sự chú ý khi có các thiết kế kính mắt và phụ kiện đi kèm đặc biệt. Trong đó, phụ kiện thú bông Capybara được lấy cảm hứng từ loài động vật yêu thích của chính Jennie. Trước khi bộ sưu tập ra mắt chính thức vào ngày 1 tháng 5, rất nhiều người nổi tiếng đã chia sẻ lên mạng xã hội hộp quà Gentle Salon mà Jennie gửi tặng, khiến cho các sản phẩm gây sốt. Tuy nhiên, mới đây, một tài khoản mạng xã hội bất ngờ đăng tải hình ảnh so sánh những sản phẩm trong bộ sưu tập Gentle Salon với các sản phẩm trong bộ sưu tập giai đoạn 2020-2022 của thương hiệu trang sức phụ kiện Hồng Kông YV Min. Cụ thể, thiết kế hình thú bông lẫn cách trang trí phụ kiện của Gentle Salon đều khá tương đồng với bộ sưu tập Paradise của YV Min. Các mẫu trái tim của Jennie cũng được cho là giống với trái tim trong bộ sưu tập Electric Girl của YV Min. Ngay cả cách phối màu cũng khiến nhiều người khi nhìn vào khó có thể phủ nhận sự giống nhau. Có lẽ điểm khác biệt giữa hai bộ sưu tập này chính là một bên là gấu bông, một bên là chuột lang. Được biết, bộ sưu tập Paradise của YV Min gồm rất nhiều mẫu trang sức phụ kiện tóc, mũ với giá dao động từ 75 đến 450 đô, khoảng 2 đến hơn 11 triệu Việt Nam đồng, đắt hơn hẳn các mẫu sam trong bộ sưu tập Gentle Salon khoảng 20 đến 60 đô, tương đương 510.000 đến 1 triệu 500.000 đồng. Tuy nhiên, người hâm mộ Jennie chỉ ra, hình ảnh trên đã được cố tình sắp xếp vị trí các sản phẩm trong bộ sưu tập để so sánh với nhau. Trên thực tế, Gentle Monster chưa từng tung hình ảnh quảng bá có cách sắp xếp như vậy. Song nhiều ý kiến cho rằng, điều đó không thể phủ nhận việc bộ sưu tập Gentle Salon do Jennie góp phần sáng tạo, có nhhiều sản phẩm giống với bộ sưu tập của thương hiệu YV Min. Gentle Monster hiện chưa lên tiếng về vấn đề này, nhưng nếu nghi vấn đạo nhái là sự thật, sẽ phần nào ảnh hưởng đến hình ảnh của Jennie. Tuy nhiên, có vẻ như dân tình chẳng mấy mảy may đến vấn đề này khi những sản phẩm thuộc Gentle Salon vẫn sell out ầm ầm. Cụ thể, ngay từ sáng sớm ngày ra mắt, hình ảnh đám đông xếp hàng dài đợi mua tại trước cửa store thương hiệu của nhiều thành phố lớn như Seoul, Tokyo, Bangkok, Thượng Hải đã khiến cộng đồng mạng không khỏi choáng ngợp trầm trồ. Chỉ sau hơn một tiếng mở bán, nhiều mẫu kính charm cũng liên tục sell out ở website chính thức của Gentle Monster lẫn nền tảng mua sắm Tmall. Tính đến cuối ngày, toàn bộ bộ sưu tập Gentle Salon đã cháy hàng 2 lần trên website của Gentle Monster. Đây là lần thứ 3 Jennie hợp tác với Gentle Monster cho bộ sưu tập riêng. Trước đó là các bộ sưu tập Gentle Home 2020 và Gentle Garden 2022. Không những thế, bộ sưu tập Gentle Salon còn có giá thành cao hơn so với hai màn kết hợp trước đó của Jennie. Nếu như Gentle Home chỉ có giá dao động từ 130 đến 260 đô, khoảng 3 đến 6 triệu đồng, Gentle Garden có giá 259 đến 480 đô, khoảng 6 đến 12 triệu đồng. Gentle Salon có giá dao động từ 295 đến 380 đô, khoảng 8 đến 10 triệu đồng. Và 11 mẫu charm giá 20 đến 70 đô, 500.000 đến 1 triệu 500.000 đồng. Được biết, bộ sưu tập Gentle Home mang collab đầu tiên của Jennie với Gentle Monster vào năm 2020 cũng từng tạo nên cơn sốt khi sell out chỉ trong một nốt nhạc. Ngay cả trang web của Gentle Monster cũng bị đánh sập vì lượng truy cập quá lớn. 2 năm sau đó, bộ sưu tập Gentle Garden đánh dấu màn collab thứ hai cũng có sức công phá khủng và ấn tượng không kém khi nhanh chóng sell out trên mọi mặt trận. Thậm chí, bộ sưu tập này còn hot đến mức ở các store giới hạn một người chỉ được mua tối đa 3 kính.